Xin mời. Chào cô. Dạ chào cô, chào chị. Mời cô ngồi. Mời chị ngồi. Rất vui được chào đón cô với là em tham gia chương trình ngày hôm nay. À, mời cô giới thiệu về mình. Dạ tôi xin chào chương trình. Chào Quyền Linh, chào Lê Lộc. Tôi tên Ngô Thị Kim Hân, hiện đang sinh sống tại Bình Dương. Và tôi đang là nội trợ. Đây là con dâu của tôi. Xin chào chương trình, xin chào MC Quyền Linh, MC Lê Lộc. Tôi tên là Nguyễn Hồng Ngọc, năm nay 29 tuổi, hiện đang là quản lý nhà hàng Pizza Hut. Và tôi làm dâu của mẹ được 5 năm rồi. Mình có em bé chưa chị? Em bé của mình nay được 26 tháng rồi, em bé gái. 5 năm chắc cũng có nhiều kinh nghiệm lắm. Yeah. Mà cũng có chắc nhiều vấn đề xảy ra lắm. Cô ơi, ngày đầu tiên mà cô gặp con dâu của mình đó, cô ấn tượng như thế nào? Nói chung ngày đầu tiên á thì trong gia đình á thì hai nhà ở chung xóm chưa có ấn tượng gì lắm. Chung xóm không có ấn tượng hả? Khoảng mà thời gian sau con trai nó về nó mẹ bạn gái con, ủa nhỏ này ta thấy ở chung xóm mình mà quen nhau hồi nào, nói cũng mới đây thôi, nói sao ta thấy nhỏ này nam tính quá vậy. Nam tính hả? Mình có lần mình nghe nói chuyện là ê Hiển, mày đi đâu vậy Hiển? Mà nói bạn gái mày hồi trước nó kêu mày bằng mày đâu, giờ là bạn gái mày sao? Có thật vậy không con? Thì nói chung mới quen đây thôi, nhưng mà chắc có lẽ sau đây cũng là bạn gái con á mẹ. Thằng trai nó ít có nói lắm, cho nên cô nói nếu mà con nói là bạn gái con, người nào con dắt về nhà mới là bạn gái của con. Nếu mà về nhà rồi mẹ mới xác định người đó sau này là con dâu của mẹ. Có khoảng một thời gian sau cái bà ngoại mất, cái nó dắt con bé này dâu về, mẹ bạn gái con sau này là vợ con á mẹ. Trời ơi, nay đám tang mà con nay đám tang bà ngoại con đừng nói hết, từ từ đi con. Thì con nói với mẹ vậy thôi á, nói chung ra là con trai mình nó ít nói lắm, mà một khi nó nói ra cái tự nhiên mình chú ý cái đoán nói chừng luôn không mà lại nhầm cái lúc đó là ngay đám tang của bà ngoại Hiển này cũng thì... lạ đó. Giới thiệu vợ tương lai mà giới thiệu ngay ngày đám tang. Xong rồi đi về cái sau này cái thằng con trai mới trở về nhà, dắt lại vô nhà chơi. Vô nhà thì dạ thưa bác, đúng chung ra là cô cũng lễ phép, đi đâu cũng dạ thưa bác, dạ thưa bác. Nhưng mà có con cái là hả, với con trai mình nghe kêu mày tao không, mình cũng hơi ngại ngại, không biết nữa về nhà nó có mày tao với con trai mình hay không. Không, vậy là ấn tượng đầu cũng khá gây gắt. Biết là chị có ấn tượng gì với mẹ chồng của mình không? Mình á thì ấn tượng đầu tiên của mình đó với mẹ là khi cũng về đám tang của bà ngoại chồng thì nói trời nhìn hả mẹ, trời bà này sao mà dữ như vậy, trời dữ quá, mốt về sao sống thọ đây. Cái xong cái vô cái thì cũng chào bác này kia, nhưng mà quay qua thì nói chuyện với chồng, qua chuyện với anh xã để nói ê mày giờ tao ngồi ở đâu? Dữ luôn á hả? Rồi anh xã nói sao? Anh xã nói thì mày ngồi đâu mày ngồi đại đi. Sau đó về làm dâu á, những ngày làm dâu đầu tiên á thì như thế nào? Em á thì em thấy mẹ, nói chung là không tiếp xúc với mẹ thì thấy mẹ nó dễ tính hơn một chút, chứ không phải giống suy nghĩ ban đầu của mình. Dễ hơn chút thôi hả? Dễ hơn chút. Tại vì mà ta lúc đầu trong đầu cũng suy nghĩ là ừ cái đó giờ mẹ chồng nàng dâu không biết sống sao. Mình thì cái bản tính mình là thẳng thắn, nóng tính nữa. Bởi vậy hả, không biết về có được lòng mẹ chồng hay không. Nếu mà hả không được chắc chết quá. Sống không thọ luôn. Còn cô, những ngày đầu là về làm dâu á, cô thấy như sao? Thì nói chung ra bình thường thì mình thấy nó nam tính thiệt. Nhưng mà khi về làm dâu thì có cách lễ phép, với hai nữa là cũng nhẹ nhàng. Nhưng mà còn có cái là với chồng thì cũng không còn mày tao, nhưng mà cũng hơi trợn. Cái gì là coi như không đồng ý, trợn với nhau. Trợn là sao? Không dám gây. Ông làm thử rồi, thí dụ như chồng em trước mặt anh trợn là sao? Dữ rồi nha. Không nhận mặt hiền ghê, mà trợn lên nhìn thấy ghê thiệt. Rồi sao nữa cô? Cũng góp ý là con dâu con nói chuyện với lại chồng trong gia đình, với cha mẹ chồng hay những người cô bác lớn, con phải nhẹ nhàng lễ phép. Nhưng mà ở nhà mình sống chung đông không cô? Lúc đó còn bà nội, nói chung ra là bé này cưới nó về được năm sau thì hơn năm sau bà nội mới mất.
Thì lúc đó về là làm dâu với nội cũng hơi căng căng tí, tại vì mình cũng quen rồi. Mình là dâu thì mình chịu đựng được rồi, nhưng mà mình cũng hơi lo lo con dâu của mình. Từ lúc đó cô vẫn còn làm dâu, còn ở chung nhà như là rồi là dâu này dâu dưới nữa, dâu dưới tức có nghĩa là em gái đây phải làm dâu của dâu của dâu của bà nội nữa. Bà nội khó không con? Dạ bà nội khó lắm chú. Chà, cái này ghê. Có cái gì xảy ra trong gia đình mình lúc đó không chị? Thì nói chung là bà nội người lớn tuổi rồi nên hơi khó tánh theo người lớn tuổi. Thì ăn uống thì bà nội cũng hơi khó một tí thôi. Nói chung là mình thì là gái thành phố, cưới ở Bình Dương. Với lại hả, mình không có quen nếp sống với Bình Dương nên ở dưới đó nó buồn lắm. Rồi ở đó hả, bà nội nói chung là bà nội kỹ tính lắm. Nên khó ăn uống thì khó. Giờ bà nội la mà khóc không? Không, bà nội không có la thẳng la mẹ thì nhiều. Cái bà nội mà có giận hay la cái gì cái nói con đi vô trong đi để mẹ cho. Ủa chị, thí dụ mà mẹ binh chuyện vậy rồi bà nội có la mẹ không? Cái đó hỏi mẹ chứ mình không biết. Có không cô? Nói chung là cũng bị rầy. Nói sao mẹ nói mẹ chồng của cô thì nói sao mày dễ quá vậy. Nó nói thôi mẹ, má tại vì giờ tuổi trẻ của nó có những cái nó chưa có hiểu biết nhiều, dễ quá nó coi chừng nó leo đằng đầu á. Thì má chồng có gầy như vậy nhưng mà nói mình cũng có lời nói để cho bà yên tâm hơn. Cái gì má cần cái gì thì má cứ kêu nó, rồi chẳng hạn như má đừng có gầy nó quá cũng tội nghiệp cho nó còn trẻ người non dạ. Ủa nhưng mà nội la chuyện gì vậy? Nói chung là làm giống như có mấy cái việc mà nấu ăn không đúng ý bà nội á. Lúc đầu về nấu ăn không đúng ý bà nội á, thì bà nội la thôi. Cái gì bà nội thích ăn gì? Bà nội thích ăn ốc heo chân á. Mà cái đó thì hả muốn làm cực á, thì làm cực lắm, là phải ngồi lột từng cái mạch máu ra, chỉ mạch máu ra rồi bắt đầu đem như chân. Thì hồi làm lúc đầu mình không biết làm, hỏi bà nội thì bà nội nói con làm vậy đi, bà nội cũng chỉ chứ không phải không chỉ. Rồi bông bí rồi phải cắt cái nhụy ra, cắt lóc rồi phải cạo sạch mới bà nội mới ăn. Bà nội chỉ có trong việc thôi. Em làm không có cạo chứ gì? Có cạo mà cạo không phải là trắng hết, không phải là trắng hết. Chỗ có chỗ không đúng không? À, đúng rồi. Rồi mẹ ăn có giống bà nội không? Mẹ thì ăn cái vị theo bà nội cũng giống bà nội. Cũng giống bà nội. Còn em ăn cái vị giống hai người không? Không. Em không giống. Bà nội ăn vị khác, mẹ cũng hơi giống ở đây không khác. Tức là không giống, tức là ba người thì để chiều hết á. Thôi ta nấu ba nồi đi. Hai mẹ con hợp nhau điều gì nhất? Hợp nhau là cái gì? Tánh kín đáo. Kín đáo. Gọi là không có tâm sự. Buồn thì chỉ lộ qua ánh mắt thôi. Mình cảm thông với nó, gần gũi với nó nhiều nhất là mình dễ hiểu. Nhất là ánh mắt của nó có gặp chuyện buồn gì đó, nó không dám nói ra. Về phía mình hay về phía chồng nó thì ánh mắt nó buồn là cứ theo gạn hỏi nó, sao con buồn chuyện gì. Cũng có một hai lần con trai mình cũng đi làm rồi cũng vụ chè, cũng bạn bè gì đó không biết, rồi nghe tin nhắn trên điện thoại á, khóc hoài à. Mà có mình thì nó không có khóc, nhưng mà nó đi mình nhìn cái ánh mắt của nó là con bé này nó mới buồn cái chuyện gì đi nè. Thì kêu nó hỏi thì nó nói nghe anh Hiển cặp bồ quen với lại nhỏ nào nhắn tin cho ảnh vậy, trời ơi con ơi chừng nào con muốn đó, nếu mà thật sự con đi tìm hiểu đi, thật sự chồng con có cái gì á thì con nói với mẹ, mẹ đánh ghen phụ con. Quá dữ nha. Có đôi rồi là con đừng có nghe lời người ta. Nghe lời người ta cũng có cái cũng hay, nhưng mà con cũng có cái đổ vỡ hạnh phúc. Nhiều khi đó là nó cũng nó hiểu lầm. Nó ảnh hưởng về tâm lý nữa. Vậy là có người gọi là hiểu em rồi, khỏe rồi. Em thấy em hợp với mẹ chồng những điều gì? Cái tính cách, nói chung là cái tính cách em với mẹ có thể tương với nhau, tương đồng với nhau. Thì mẹ cũng nóng tính lắm. Mẹ là không được cái gì là mẹ la thẳng mặt luôn, mẹ không cần nói gì nữa. Ô giờ mày la nặng lời với em chưa? Có, cũng có nhiều lắm. Thí dụ lần nào? Thí dụ như cái lần mà
Em ở trên cha mẹ bảy của em á là có cho nhau một chiếc xe, mà lúc đó thì em chồng của em á nó chạy xe không có được, chưa có vững, nên thành ra cái em mẹ cũng ba mẹ cũng nhờ nó là hai vợ chồng bay á ở trên khi có nghỉ á thì nhớ ghé qua nhà cha mẹ bảy để đi xe về, chứ em mẹ chạy không có được. Đợt đó thì em nằm ngay lúc mà khám sức khỏe định kỳ của công ty, nên em kêu là chồng, kêu chồng em á là thôi anh đi qua bệnh trước chạy về xe đi, gọi gì em đi xe buýt về, chứ anh đứng đây anh đợi hả, anh đợi em tới hả lúc mà về rồi cái mẹ không có mẹ la. Em cũng nói như vậy, mà cứ nói thôi đợi em về, đợi em về đi chung với em. Cái nói trời đất ơi gì đâu mà đi chung chi vậy trời, đi qua bển thì nó họ la cả bầy luôn giờ nè. Cái xong cái đi qua bển cái tới lúc mà em đợt đó em khám về trễ, cái em mới nói là thôi anh đi qua đi. Cái mẹ lúc đó là qua bển thì mẹ cũng đã về rồi, mà đợt đó thì đi xe cái em chồng em cái tay lái yếu quá, cái xe container thì còn chút xíu nữa, nghe mẹ kể thì còn chút xíu nữa là em chồng em là đo ván rồi. Cái đợt đó mẹ nói hả, đợt đó mẹ la nó mẹ, trời ơi có tụi bay ở đây là giết tụi bay chết rồi chứ đừng nói là ở với tao. Cái lần đó hả mà mẹ giận giận mình cả tháng tháng mấy luôn, không thèm nói chuyện luôn, gọi điện cũng cứ gọi điện, mình gọi điện cái mẹ cúp máy, mình gọi điện cái mẹ cúp máy, cái chạy về chảnh cũng làm hả, chạy về chảnh cũng vô thưa cái mẹ nói về hả, giờ thôi mẹ giờ mẹ không dòm tới mặt luôn á. Đợt đó buồn buồn thảo luôn, cái hỏi đó tại anh không mà em bị vậy đó. Rồi lát hồi mốt vậy hả sống sao với mẹ ở đây. Chắc chắn hạnh thọ quá. Chị, em thấy là cả hai mẹ con có những cái điểm hợp nhau rồi. Vậy thì những cái điểm không hợp nhau là cái gì chị? Không hợp nhau hả? Tại vì mình thì hai mẹ với mình sống cũng không có gần nhau lắm. Nên đôi khi mình nói chuyện với mẹ có đôi một đôi lúc á làm mẹ la cho mẹ la mình đó, mà vì chồng mình nó bị la không à, nên thành ra hả cái mẹ la mình cái mình cứ la hoài, mình la hoài mình ức chứ, mình bức chứ. Cái mình mới nói cái đợt đó thì cũng hả mình nói một câu cũng mình suy nghĩ lại mình cũng nói là cũng không đúng, nói mẹ làm gì mẹ la con hoài vậy, con có làm gì đâu, mẹ muốn la mẹ la chồng con làm gì đâu mà mẹ la con hoài. Cái mẹ nói cái lúc đó mẹ nghe xong mẹ cúp máy, mẹ không nói chuyện mình luôn. Cúp phải rồi. Nói vậy xong cúp đúng không cô? Thì lúc đó cũng có nhỏ em chồng mà nhỏ con gái của cô đó là nó bị bệnh. Mà lúc đó nhà thì cũng đơn chí thì kiểu hai đứa, hai vợ chồng nữa thì có công việc làm ăn trên thành phố, còn con bé này thì nó còn học đại học ở Bình Dương. Rồi lúc đó nó bị bệnh bị qua bị sốt xuất huyết, hai bệnh cộng là vô một đó. Cái nằm ở bệnh viện 512 nè. Mình thì lúc đó mình vừa buôn bán rồi ba nó dạy học. Chạy lên chạy xuống, chạy lên chạy xuống, mình cũng đuối lắm rồi. Khi mà bé nó, em nó bệnh nằm một ngày là mình đã thông báo cho tụi nó hay rồi. Mà qua ngày hôm sau nữa cũng vẫn chưa thấy về. Cái mới gọi điện la thằng chồng trước. Thì nói thì từ từ con về, con đi làm, từ từ con xin con về mà mẹ. Rồi cái lúc đó thấy tối chuyện dạng mà đúng ra trời mưa, đỏ đèn cũng chưa thấy hai đứa về lên trên bệnh viện phụ mình nữa, mà con bé nó sốt miên man mấy ngày nó không ăn uống gì hết trơn. Mình thì thấy con mình vậy mình lo, cái mình quản lên nhờ đứa này đứa kia sao đứa chưa về nữa. Cái đời lúc cũng tức cầm điện thoại chửi cho hết một trận. Tao thông báo qua nay rồi, tụi mất gì tụi không về. Em tụi bệnh đây không có ai phụ hết trơn á, tao chạy lên chạy xuống cho tao đi hết muốn nổi rồi. La chửi lớn nhất, nhỏ nhỏ này bị chửi nhiều nhất. Nhìn nghĩ tại sao biết rồi không kêu hai chồng cũng phải đứa về chứ, hai đứa không đứa nào về được luôn. Nó nói để con đổi ca, con về đổi ca tới chừng nào, bệnh năm mấy ngày nay đổi ca chừng nào. Cái nói mẹ làm gì mà cứ la con hoài vậy, chồng con sao mẹ không la. Tức quá, nếu mà mình nói nếu có nó ở đây chắc mình dối cho nó mấy bập tai quá. Tại vì sao mình đã la gầy thằng kia rồi, con mình rồi, rồi có quay qua mình cũng chưa thấy nhỏ này gì, mình cũng còn bực tức quá đi. Khi mình la nó rồi mình suy nghĩ nó cũng có công ăn việc làm nữa, cũng phải sắp xếp từ từ đấy vậy. Thôi mà sai cũng không nhận mình sai đâu, mình là lớn mà. Thành ra cũng nín thinh, cái chừng nó tối hôm đó nó xuống giận quá không thèm nói chuyện với nó. Nhưng mà mình cũng xác nhận đôi lúc mình kiểm soát là mình cũng hơi nóng tính, cũng tội nghiệp chị tại vì chị dạ giận á. Dễ thương chứ nãy giờ thấy mẹ chửi hoài vậy mà thấy cũng cười hoài nữa.
Thôi bây giờ chúng ta sẽ xem người thứ ba họ sẽ tâm sự thế nào nhé. Khi cứ dạy về, chuyện làm khó xử nhất giữa mẹ vợ là vợ cũng nóng tính, mẹ cũng nóng tính, mẹ hay la thì vợ hay la thì vợ cũng nghe về cũng nóng mất. Mình thì đi làm suốt về vợ nói mẹ mới gọi điện la em hỏi la vụ gì, la chuyện không về thăm mẹ gì đó, mới điện thoại cho mẹ nói với mẹ là hỏi mẹ sao mẹ la vợ con chuyện gì vậy. Mẹ nói là tụi bay hứa đâu, hứa về thăm tao không về, nói với mẹ là do công việc của con không có gì kịp. Nhiều khi em hứa con bữa nay chắc chắn về, nhưng mà do công việc nó đẩy tới chiều tối luôn, không có về kịp. Thế mẹ tức quá, mẹ tắt điện thoại. Nhưng phần do công việc có đi sáng đêm vậy á. Còn cái chuyện nhà ở nhà mẹ vợ có xích mích gì á, nhiều khi mình cũng biết, mình thấy cũng vô tâm. Nói chung là anh cũng nhận ra lỗi ảnh. Đúng ra là anh cũng phải là đứng ở giữa để có thể là chan hòa giữa hai mẹ con trong những cái trận hơi lớn vậy á. Mà anh trốn mất tiêu anh cũng sợ mẹ chửi đúng không? Hả? Thì nói chung ra con trai cũng sợ, cũng có mấy lần đánh đòn nó. Đánh luôn á hả? 19 tuổi nhận đánh. Trời ơi. Cho nên nó cũng bị cái ấn tượng, nó cũng sợ. Em gái lúc sợ đó mẹ nóng đánh quá. Dạ có, sợ em cũng sợ lắm. Ôi giời mà gần tới chuyện đánh chưa? Cũng nhiều lần rồi, nhưng mà lần đó thì trốn không à. Nói chung sau chương trình này tôi cũng muốn con dâu tôi thay đổi. Cái thứ nhất là nên dịu dàng hơn nữa. Khi nói chuyện với mẹ chồng, dù có bận bịu cái gì lắm, cũng dành thời gian nói với mẹ một hai tiếng. Thì có công việc gì mẹ có nhiều cái tính nóng nảy, nhiều khi nóng nảy mà có la chửi trong điện thoại nữa đó. Thì cũng nói là mẹ ơi, để sau này con về con nói chuyện sao, bây giờ con đang làm, mẹ đừng có buồn. Cũng là một câu nói, nhưng cũng hay nữa là nên sửa đổi là cái tính cọc cằn. Tại sao mẹ la con hoài vậy? Là nên sửa đổi, muốn sao sau này con dâu mình nó có cái cách nói nó dịu dàng hơn. Hiện tại bây giờ thì mình cũng còn có mới gả đứa con gái đi, còn có một mình ở nhà hai vợ chồng thôi, hai con trai và con dâu thu xếp công việc. Sau này về sống chung với mình cho mình bớt cái tính khó, tính nóng một chút xíu. Nhiều khi sống chung nó tăng cái tính khó, tính nóng. Thấy vậy chứ giờ có cháu nội rồi, cũng bớt nhiều lắm rồi chú. Dạ, bớt rồi đó hả cô hả? Bớt nhiều lắm. Còn con dâu? Thì sau chương trình này thì em cũng mong muốn mẹ mình là bớt suy nghĩ đi. Em cứ vui lên, sống thoải mái đi. Thì em cũng đã hứa rồi, hứa với mẹ là khi nào hai vợ chồng có công việc ổn định rồi thì sẽ về sống chung với ba mẹ, thì ba mẹ đừng lo. Mình cũng mong muốn mẹ thay đổi cái bơi sự bớt nóng tính, bớt cọc cằn, cứ bình tâm lại thì cái gì cũng giải quyết được hết. Rồi, cảm ơn cô rất là nhiều trong cuộc trò chuyện ngày hôm nay, rất là thật ha. Mong rằng câu chuyện này nó cũng sẽ thay đổi. Thì trong ngày hôm nay sau chương trình này con hứa với mẹ là sau này con sẽ bớt nam tính lại, bớt cọc cằn lại, con sẽ dịu dàng giống như lời mẹ nói. Và con nói là hai vợ chồng con hứa sẽ về sống chung với ba mẹ trong một ngày gần đây. Con thương mẹ. Thay mặt chương trình gửi tặng món quà dành cho cô với là em. Mong rằng hai mẹ con sẽ gần nhau hơn như là mẹ ruột với con ruột nha. Dạ. Cảm ơn cô. Cũng có phần quà dành cho cô, đó là Natto Enzyme ngăn ngừa tai biến đột quỵ, nguyên liệu từ Nhật Bản. Còn đây là phần quà dành cho chị là Natto Gen, giải độc gan và tăng cường chức năng gan. Cảm ơn cô và chị đã đến với chương trình. Dạ. Xin chào.